Chia cho mọi nhà Ti Ti đi lúa này đúng không? Nhà Ti Ti. Em cảm ơn nhá. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? Hả? Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? Hai. Hai tuổi. Sợ thế? Hả? Cái gì? Biết nói không? Tôi biết nói không? Không hả? Không thì thôi. Ra chơi khỉ không? Đi ra chơi khỉ. Mẹ sao rồi?